Đào Duy này, nếu mà hỏi nước nào ứng dụng robot một cách cuồng nhiệt nhất thì Ngọc Nhi nghĩ là Nhật Bản. Tại sao Ngọc Nhi lại nghĩ là Nhật Bản mà không phải là những nước châu Âu phát triển kiểu giống như là nước Đức nè, nước Anh nè, hay là nước Mỹ ở châu Mỹ chẳng hạn? Tại vì người Nhật thì vốn nổi tiếng là có nhiều ý tưởng sáng tạo khác lạ, như câu chuyện làm đám tang cho robot sau đây chẳng hạn. Chúng ta đang chứng kiến một đám tang diễn ra bình thường như những đám tang khác ở Nhật, ngoại trừ việc nhân vật đang được thương tiếc không phải là con người mà là các chú chó robot được xếp trên bàn thờ. Các robot này được đeo thẻ, trên đó ghi xuất xứ và gia đình đã từng nuôi chúng. Được biết, những người chủ tổ chức đám tang cho chó robot Aibo sau khi hãng Sony ngừng sản xuất và đóng cửa phòng khám robot cuối cùng, dẫn đến các robot không có phụ tùng thay thế. Aibo là robot giải trí gia đình đầu tiên trên thế giới có trí thông minh nhân tạo AI. Chúng có thể nói chuyện, cảm nhận và bày tỏ cảm xúc và được nhiều chủ sở hữu xem như thành viên trong gia đình.